Trung tâm Lao động ngoài nước vừa thông báo tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS đối với 8 địa phương thuộc Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Dương. Đây là những địa phương không giảm được tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng nhưng không về nước mà cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Việc dừng tuyển không áp dụng đối với người lao động đăng ký dự tuyển ngành ngư nghiệp và người làm việc tại Hàn Quốc đã về nước đúng hạn hợp đồng.